Xin chào anh em. Trong video này tôi xin chia sẻ với các anh em một quan điểm tiếp theo của phần động cơ. Vậy thì bây giờ anh em theo tôi, chúng ta vào cùng nhau điều máy coi thử động cơ chúng ta hôm nay bị gì nào. Rồi bây giờ tôi tiến hành điều máy này. Rồi bây giờ tôi đang đạp ga nhưng hiện tại là không lên ga được anh em nhé. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là trên đồng hồ tốc lô có nổi đèn check engine đây. À, vậy là động cơ chúng ta đang có lỗi gì đó. Với hiện tượng như động cơ này là đang nổ bình thường nhưng mà lên ga không được, thì lúc này nó có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là do cái motor bướm ga bị hư, có thể là do cảm biến mà đặt trên ga, có thể là do cảm biến bướm ga, và cũng có thể là do nguồn cung cấp vô cái hộp ECM để xử lý. Vậy thì để kiểm tra được nó đang bị gì, chúng ta đang thấy nổi đèn check thì chúng ta tiến hành là đập lỗi nó anh em nhé. Rồi, như anh em thấy trên màn hình máy chứng đoán, hiện tại đang báo mã lỗi là B2118, là báo về lỗi là dòng điện điều khiển của motor bướm ga nha. Router Actuator Control Motor Current đang có vấn đề. Rồi, chúng ta tiến hành quay sang phân tích data list của hệ thống điều khiển bướm ga điện tử ha. Lúc này anh em thấy rằng là động cơ chúng ta đang nổ không tải, nhưng mà tua máy hơi cao anh em nha. Có 1.300 lận. Và lúc này chúng ta thấy là thông số của hai con cảm biến nha. Cảm biến vị trí bướm ga thuộc router sensor này và cảm biến bàn đạp chân ga đang bôi màu đen đây. Rồi đạp ga lên giùm anh đây nào. Rồi anh em thấy là khi đạp ga thì cảm biến vị trí bàn đạp chân ga báo về là có đạp ga, nhưng mà hiện tại là cảm biến vị trí bướm ga là không thay đổi, có nghĩa là motor bướm ga chúng ta là không có xoay được. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích sơ đồ mạch điện và bắt bệnh nó nha. Rồi sau khi chúng ta đã mở được sơ đồ mạch điện của cái hệ thống điều khiển bướm ga điện tử, đối với hệ thống điều khiển bướm ga điện tử với tên gọi là Electronic Router Control System, ký hiệu là ETCS, cái motor điều khiển bướm ga điện tử chúng ta ở trong hộp ga đây là Router Body with Motor Assembly đây. Hai chân này là của motor và bốn chân này là của con cảm biến vị trí bướm ga ha. Đấy. Anh em lưu ý là đối với dòng động cơ Toyota thì để cấp nguồn cho hệ thống này hoạt động điều khiển được cái motor của chúng ta thì nó qua một cái nguồn điện riêng, là cái nguồn dương cộng BM đây anh em nhé. Nguồn dương cộng BM đây. Nguồn này được cấp từ con cầu chì 10A ETCS. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra con cầu chì 10A ETCS đây nào. Nó sẽ nằm ở hộp cầu chì ngoài xe đây anh em nhé. Hộp chìa khóa động cơ. Đó. Đây trên sơ đồ đây. Và chúng ta quan sát thì thấy con cầu chì nó là con cầu chì số, đây chúng ta quan sát thì thấy con cầu chì số 20 đây. ETCS. Đó. Con 10A đây nha. Và trên cái sơ đồ hộp cầu chì thì nó là nằm vị trí 123 đây. Đó, chính xác thì nằm 123 đây. Đấy, vậy thì ta tiến hành kiểm tra con cầu chì này ngay trên xe anh em nha. Rồi để kiểm tra con cầu chì 10A ETCS thì nó nằm ở hộp cầu chì ngoài xe này, ở trong khoang động cơ. Thì chúng ta tháo cái nắp hộp cầu chì ra này. Đó, anh em có thể quan sát trên nắp hộp cầu chì. Chính là cái con 123 đếm lên này ha, 10A đây. Đó. Rồi, con 123 10A đây. Thì chúng ta tiến hành rút cầu chì này ra. Đây, sau khi tôi đã rút cầu chì ra thì tôi phát hiện rõ ràng là cầu chì này đang bị đứt luôn. Rồi khi đã thấy dấu hiệu là cầu chì bị đứt thì chúng ta tiến hành là thay cầu chì mới vô và kiểm tra lại thử nào. Trên tay tôi là một cái cầu chì 10A còn mới nha. Vậy thì tôi tiến hành thay thử con cầu chì này vào. Đấy, rồi bắt đầu anh em mình xem thử là kết quả như thế nào nha. Rồi sau khi thay cái cầu chì xong rồi, chúng ta tiến hành xóa lỗi thử nha. Đây, chúng ta tiến hành xóa lỗi. Rồi hiện tại lỗi đã được xóa nha. Anh em chúng ta quay ra để xem cái data list nè. Chúng ta xem lại data và tiến hành đạp ga xem thử là ga bây giờ có lên được bình thường hay không nha. Rồi lúc này anh em thấy là nổ máy không tải rất là êm luôn ha. Nổ máy không tải lúc này anh em thấy là nó có khoảng 600 vòng thôi. Đó. Rồi đạp ga lên giùm anh nào. Đây. Lúc này anh em thấy là đạp ga thì bướm ga có mở và tua máy có tăng lên đó, anh em thấy rõ ràng ha. Rồi làm lại một lần nữa nào, đạp ga đây nào, đạp từ từ thôi. Rồi bướm ga. Rồi ok. Như vậy thì trong video vừa rồi tôi đã chia sẻ với các em một cái ban bệnh rất hay đối với phần điều khiển bướm ga điện tử của động cơ Toyota. Anh em lưu ý là đối với động cơ Toyota thì nó sẽ có con cầu chì cấp nguồn riêng cho hệ thống này. Anh em đừng quên cái con cầu chì này nha.